Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, bà con nông dân huyện Vĩnh Lợi bắt tay ngay vào sản xuất vụ hè thu trong điều kiện thời tiết năm nay mùa mưa đến sớm. Với sự chủ động trong sản xuất nên chỉ trong thời gian một tháng, từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5 dương lịch, huyện Vĩnh Lợi đã gieo rạ xong toàn bộ diện tích lúa hè thu 17.052 ha. Hiện tại các trà lúa đang ở giai đoạn mạ đẻ nhánh, tuy nhiên một vài nơi có xuất hiện ốc bươu vàng và chuột cắn phá. Song nhìn chung hầu hết diện tích lúa hè thu đều phát triển bình thường. Mùa mưa năm nay đến sớm nên ngay sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân, bà con nông dân huyện Vĩnh Lợi đã tập trung vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị nguồn lúa giống để sản xuất trà lúa hè thu. Năm nay nông dân chọn gieo xạ những giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp như Đại Thông 8, OM18, RVT và ST24, ST25. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Lợi cũng thường xuyên cập nhật tình hình và đưa ra dự báo dịch bệnh trên cây lúa, cũng như phối hợp cùng nông dân thăm đồng, kịp thời phát hiện phòng trị hiệu quả các loại dịch hại. Mùa mưa năm nay đến sớm nên huyện Vĩnh Lợi đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi, củng cố các ô đê bao khép kín, các trạm bơm nước, chủ động tiêu úng nhằm bảo vệ cho vụ lúa hè thu phát triển tốt. Vụ hè thu năm 2022 năm nay thì diễn biến của thời tiết rất là khác biệt và đặc biệt là cũng tương đối là khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Mà nó không chỉ có đầu năm nay mà kể cả vụ đông xuân năm nay cũng rất là khác biệt. Đó là ngay vụ hè, vụ đông xuân gọi là vụ thuận lợi nhất là mùa khô, nhưng mà năm nay lại là năm nước ngập, rất là khó cho cả thu hoạch và canh tác. Thì với cái điều kiện như thế thì các hạ tầng mà được đầu tư trong nhiều năm nay thì nó đã giúp cho người dân ở huyện Vĩnh Lợi chúng tôi rất là nhiều trong việc là thích nghi và thích ứng với cái điều kiện diễn biến khí hậu phức tạp trong năm nay. Ngoài ra thì với cái điều kiện mà hạ tầng như thế, nó cũng đã giúp cho bà con nông dân ở huyện Vĩnh Lợi, đặc biệt là trong các ô đê bao khép kín, mà hiện nay thì Vĩnh Lợi đang thực hiện hầu hết là diện tích đã được nằm trong các ô đê bao khép kín hết. Trong đó thì có khoảng 12 ô là có trạm bơm điện tập trung. Thì trong đó có 8 trạm bơm điện là quy mô lớn và có 4 trạm quy mô là tương đối nhỏ nhưng mà cũng đảm bảo là rút nước kịp thời. Thì hầu như là diện tích không bị thiệt hại gì do ngập. Những ô mà không trạm bơm thì bà con có thể tập trung bơm thì cũng thể rút nước kịp thời để giảm được rủi ro khi mà nước ngập. Vụ hè thu năm nay, đa phần nông dân đều sử dụng giống lúa xác nhận, nên đây là tiền đề quan trọng trong việc hạn chế dịch hại xuất hiện và cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp năng suất lúa đạt cao khi thu hoạch. Với những giống lúa thường bị bệnh cháy bì lá, ngành nông nghiệp Vĩnh Lợi khuyến cáo bà con bón phân cân đối, tăng cường bón thêm phân có chứa canxi, silic và xử lý thuốc phòng ngừa bệnh cháy bì lá để hạn chế lúa bị thiệt hại. Với những giống lúa hay bị nhiễm rầy nâu, mẫn cảm với bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, khi phát hiện rầy nâu trưởng thành di trú, cần che chắn lúa non bằng cách đưa nước lên ruộng, điều chỉnh mực nước ngập phù hợp để hạn chế rầy nâu đeo bám, chích thuốc truyền bệnh. Một trong những khó khăn trong sản xuất vụ hè thu năm nay là giá vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao. Vì vậy, ngành nông nghiệp Vĩnh Lợi khuyến cáo bà con nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến để giảm phân bón, thuốc trừ sâu, ngày công lao động, từ đó giảm giá thành sản phẩm, sản xuất mới đem lại hiệu quả. Thì đối với giá vật tư tăng cao thì cái này cũng ngành cũng đã chủ động có những báo cáo cụ thể với lãnh đạo huyện, cụ thể là đối với đồng chí bí thư huyện ủy. Trong chỉ đạo thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo rất là sâu sát vấn đề này. Thì đối với lĩnh vực mà tăng giá vật tư, đó cũng là một vấn đề khó khăn đối với người dân, nhưng đó cũng là một cái mà người dân chúng ta cũng phải tính toán lại trong sản xuất nông nghiệp. Thì ngành cũng đã chủ động phối hợp với các ngành, đặc biệt như là bên khuyến nông, rồi các đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cũng như là một số cái nguồn vốn để hỗ trợ để phát triển sản xuất. Thì trong điều kiện hiện nay thì ngành cũng đã có đánh giá là hiện nay hầu hết là người dân mình theo cái tập quán đó thì vẫn còn là sử dụng tương đối nhiều vật tư, tương đối nhiều giống, tương đối nhiều cái thuốc hóa học trong điều kiện sản xuất. Do đó hiện nay với giá vật tư tăng cao và với những ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cũng như cung cấp thêm thông tin thì người dân cũng
cũng đang tính toán, và hiện nay thực tế mà là người dân đang tiết kiệm, có nghĩa là giảm chi phí bằng cách là mình sử dụng hợp lý hơn vật tư đầu vào. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà một các chương trình trước đây đã làm, đó là ba giảm ba tăng, một phải năm giảm, rồi nhập xu sang kẻ nhân dân, những cái chương trình đang phát huy tác dụng. Và hiện nay chỉ có con đường là giảm giá vật tư đầu vào thì mới có thể thích ứng với điều kiện hiện nay và sản xuất lúa mới có lại. Xã Châu Thới năm nay xuống giống 3.695 hecta lúa hè thu. Đến cuối tháng 5, việc xuống giống đã hoàn thành. Những trà lúa xạ sớm được gần 1 tháng tuổi đang phát triển tốt. Cùng với việc khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, Ủy ban nhân dân xã Châu Thới đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lợi và các ngành hữu quan tiếp tục chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Khuyến cáo nông dân áp dụng chương trình 1,5 giảm, chương trình IBM và sản xuất lúa theo các mô hình quản lý rầy nâu, quản lý dinh dưỡng, mô hình điểm cánh đồng lớn. Bên cạnh củng cố các ô đê bao khép kín, hệ thống máy bơm nước, Ủy ban nhân dân xã Châu Thới đang rà soát nắm lại số lượng máy bơm nước trong nhân dân để chủ động phòng chống ngập úng khi mùa mưa bão sắp đến. Xin anh cho biết là cái tình hình mà tổ chức sản xuất cái trà lúa hè thu năm 2022 của xã Châu Thới thì mình đã tiến hành tổ chức sản xuất như thế nào? Sau khi thu hoạch vụ lúa Long Sơn đầu tháng 3, dứt điểm vụ lúa Long Sơn, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho các ấp tổ chức sản xuất xuống vụ lúa hè thu. Thì đến đầu tháng 3 thì chỉ đạo cho các ấp bà con xuống chuẩn bị khâu làm đất xuống giống. Năm nay thì nói chung lượng mưa đến sớm cũng một số gặp khó khăn đó, thì bà con cũng chủ động làm đất đầu xuống giống với diện tích là 3.695 hecta trên toàn xã. Thưa anh, năm nay thì cái mùa mưa đến sớm và cái lượng mưa từ đầu mùa thì đã tương đối lớn. Vậy cái việc mà mùa mưa đến sớm cũng như là cái lượng mưa đầu vụ lớn đó thì đã gây ảnh hưởng đến cái trà lúa hè thu của xã Châu Thới như thế nào? Năm nay thì nói chung là có đầu năm thì cũng tháng 3 lượng có số lượng mưa lớn thì cũng có ngập, mà cũng năm nay thì bà con ngập. Thời tiết thì nói chung ra thì năm nay mưa nó không kéo dài, có thời gian thì nó ngập thì bà con chủ động đắp bờ bao, bơm ga máy, dùng cái máy dầu, cái bơm điện thì bơm ga thì trà lúa cũng phát triển tốt chứ không có khó khăn như cái vụ mùa trước đây. Xin anh cho biết thêm ấy là cái cơ cấu giống của cái trà lúa hè thu năm nay đó thì mình sử dụng cái cơ cấu ống như thế nào, đặc biệt là cái việc mà thí điểm đưa cái giống lúa ST24, ST25 vào trong cái sản xuất trà lúa hè thu năm nay thì anh thấy cái bước đầu thì cái sự phát triển nó như thế nào? Năm nay cho thấy thì giống chủ lực đó là giống bà con dùng cái giống OM18 và đài thơm 8, GBT ST24 25. Thì về ST24 25 thì nó trên địa bàn Châu Thới là năm nay thì khoảng xuống giống khoảng 50 hecta. Thì trước đây thì bà con ST24 thì xuống bà con còn ngại, đi vào thực hiện năm nay thì năm rồi á thì bà con cũng xuống giống đang làm thì nó có giá thì cũng năng suất cũng cao, do đó thì năm nay bà con xuống giống được khoảng 60 hecta. Thì tới đây thì bà con chuẩn bị chắc tới vụ thu đông thì bà con có thể xuống giống nhiều. Xin cảm ơn anh đã dành cho tôi cái buổi và trao đổi và phỏng vấn hôm nay. Hợp tác xã nông nghiệp Đại Lợi ấp B2 xã Châu Thới có 74 xã viên đang sản xuất trên diện tích 130 hecta. Hiện nay hợp tác xã đã xuống giống xong toàn bộ diện tích. Thực tế sản xuất cho thấy vụ hè thu chi phí thường tăng so với vụ đông xuân, do nông dân tốn thêm chi phí bơm nước và sử dụng phân bón nhiều hơn. Tuy nhiên, do hợp tác xã đã được đầu tư máy bơm nước với hệ thống thủy lợi khép kín nên đảm bảo chủ động nước tưới tiêu. Mặt khác, năm nay, hợp tác xã nông nghiệp Đại Lợi đã ký kết với tập đoàn Lộc Trời bao tiêu sản phẩm nên bà con xã viên rất yên tâm đầu tư cho sản xuất. Vụ hè thu của năm nay thì hợp tác xã Đại Lợi có liên kết bao tiêu với cái đơn vị tập đoàn Lộc Trời, thì trong đó là liên kết được là 120 hecta
do bà con nông dân thì Lộc Trời sẽ cung ứng vật tư đầu vào, và sau đó thì để bao tiêu cái đầu ra cho bà con nông dân. Thì hiện tại cái trà lúa vụ hè thu thì đang ở giai đoạn là từ 10 đến 20 ngày, cũng đang phát triển tốt. Tuy nhiên thì cái đầu vụ khi xuống giống thì có bị ảnh hưởng bởi dịch hại, nhất là chuột và ốc bưu vàng. Gia đình anh Nguyễn Minh Trung, xã Viên Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Lợi, có 6 hectare đất sản xuất. Vụ hè thu năm nay, anh xuống giống toàn bộ diện tích bằng giống OM18, có thời gian sinh trưởng 95 ngày. Theo anh, đây là giống lúa tương đối phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương và điều kiện sản xuất của gia đình. Cũng với giống lúa OM18, vụ hè thu năm ngoái, anh đã đạt năng suất 7 tấn một hectare, cao hơn các giống lúa khác đang sản xuất ở địa phương. Việc tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa cũng khá thuận lợi. Trà lúa của gia đình anh Trung được 15 đến 20 ngày tuổi. Hiện nay, một số diện tích đất gò đang bị chuột cắn phá. Hôm nay tôi làm được 6 hectare. Rồi mưa xuống thì tôi bắt đầu xả từ 16 tháng 5 tới 24 tháng 5 là xong. Mới xong rồi khoảng cỡ 10 ngày nay. Coi như lúa, thấy tình hình lúa lên cũng tương đối tốt. Nay có, hiện giờ đầu vụ có cái dịch hại phá là có ốc bưu vàng với chuột đồng khá quá trời. Mưa nhiều cũng có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm, thì bị tôi khu vực nằm trong cái chậm bơm đó, hợp tác xã Đại Lợi có cái chậm bơm đó. Rồi nhờ quy động chậm bơm nó bơm cái đất mình ra, nó không có bị ngập úng. Lân cận thì cũng có ngập úng ở đỉnh, nhưng mà khu vực tôi thì đỡ, nói chung là không có ảnh hưởng gì trong khu vực chậm bơm của tôi. Có thể nói, việc tổ chức sản xuất vụ lúa hè thu năm nay ở huyện Vĩnh Lợi, bên cạnh những thuận lợi như tình hình dịch bệnh COVID-19 đã dần ổn định, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất được đầu tư xây dựng khá cơ bản từ nhiều năm trước. Chính quyền và người dân luôn chủ động trong việc tổ chức sản xuất. Nhưng khó khăn của vụ hè thu năm nay là giá cả vật tư nông nghiệp vẫn tăng cao. Mùa mưa đến sớm, lượng nước mưa trên các kênh rạch nhiều, rất dễ xảy ra ngập úng nếu mưa lớn kéo dài. Đầu vụ đã xuất hiện một số dịch hại, nhất là chuột và ốc bưu vàng, ảnh hưởng đến sản xuất. Hiện nay, ngành nông nghiệp Vĩnh Lợi và bà con nông dân đang triển khai nhiều biện pháp chủ động khắc phục khó khăn, bảo vệ trà lúa nhằm đạt năng suất cao ở cuối vụ. Thì đối với điều kiện thời tiết hiện nay thì rất là khó lường và cũng rất là khó đoán được diễn biến diễn ra phức tạp. Thì trong những năm gần đây thì mặc dù không có những cơn bão lớn, cũng như là chỉ có năm 2019-20 thì bị hạn, 2020-21 thì ngập lớn, còn lại thì các cơn bão thì không lớn. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp được sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp rồi cũng như là Ủy ban dân huyện thì ngay từ đầu năm thì đã xây dựng kế hoạch ứng phó với các cơn bão lớn hàng năm, chứ không riêng gì cho năm nay, để có những phương án chuẩn bị kể cả về nhân lực, vật lực cũng như các phương án ứng phó. Thì năm 2022 cũng giống như thế, thì cũng đã xây dựng các phương án để ứng phó trong điều kiện đối với sản xuất, rồi đối với nhà ở cho người dân nông thôn, cũng như đối với các cái trang bị thêm, cũng như là phụ trợ thêm các cái vật liệu, phương tiện, nhân lực để chuẩn bị ứng phó nếu trong tình huống diễn biến mà thời tiết có thể bất thường, thậm chí là trong điều kiện có bão xảy ra. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Lợi khuyến cáo nông dân không được chủ quan, cần cập nhật thường xuyên và kịp thời nắm bắt các thông tin dự báo khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó khi thời tiết diễn biến bất thường. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm đến công tác thủy lợi nội đồng, kịp thời phát quang cây cỏ, nạo vét kênh mương, thông thoáng dòng chảy, đảm bảo tốt nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để xử lý kịp thời những dịch hại có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Vĩnh Lợi ngày nay, chủ đề về tổ chức sản xuất vụ lúa hè thu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.